vẻ từ khi bạn vừa sinh ra, người ta đã trông mặt mà bắt hình dạng. Và tôi biết khi nhìn tôi, bạn nghĩ tôi bự, bạn nghĩ tôi đáng sợ. Nhưng tôi có hơi có con phân tạp chút. Mém chút cậu tiêu rồi. Ow. Ferdinand có một cuộc đời hoàn hảo. Bà nhà ai quá nè. Cho đến một ngày của cậu hết đó, mọi thứ thay đổi. Chắc bị nhầm lẫn rồi. Lina. Từ những người sáng tạo ra Rio và Icey. Để tôi giới thiệu thành viên mới của chúng ta. Tôi không quen cậu nhưng mà tôi không có sợ cậu đâu. Cậu đang nói với mông cậu ta đó. Tôi ông. Đồ dây lùn. Dạ thì cậu đang nói với cái mông của tôi. Ông. Xin đừng nhai bọn tôi. Cái chết bị nhai là cái chết không giống ai. Các cậu là ai? Tôi là chị Đại. Tôi là bé Hai. Còn tôi là bé Tư. Vậy bé Ba đâu? Nhạc tôi bé Ba buồn lắm. Tôi thật sự cần quay về nhà. Trái mặt tôi rồi. Nói cho nghe nè. Dù vậy ra khó nhà cưng. Xui thì chịu đi. Cũng mới hay ta. Tháng 12 này, ngoài kia có rất nhiều nơi các cậu sẽ không bị hành hạ như ở trong này. Mình sẽ đi khỏi nơi này và mình sẽ không bỏ lại ai hết. Kế hoạch quá xuất sắc. Về nhà thôi các cậu. Cậu có thể đi nhẹ nhàng hơn chút được không? Thứ duy nhất vĩ đại hơn trái tim cậu ấy sẽ là hành trình về nhà của cậu. Dễ như ăn bánh. Mày thách bánh. Ferdinand phiêu lưu ký Galaxy hân hạnh phát hành dự kiến 15 tháng 12 2017.